cái công, bia công đâu kia rồi á. Cái này là văn thánh hả chú? Bia văn thánh. À. Cạn đây. À, nguyên cái này là cái hàng rào này đúng không? Dạ đúng rồi. Là các cái văn thánh của các đời tiến sĩ đồ của Việt Nam mình phải không? Hồi xưa. Đây nè đó. Rồi mình đi ngang qua đây. Cầu cầu của đấy luôn. Mình vô luôn. Do đó mình đó. Bia tiến sĩ đây nè đây. À, không thấy mở cửa. À, đó. Rồi dừng xe đây mình đi vào. Là số 72 đường Văn Thánh. Đây là chúng ta đang đi vào cái khu bia tiến sĩ phải không cô? Tiến sĩ Văn Thánh. Đây là còn rất là cũ, là hồi xưa là mấy cục đá này, đá hồi xưa nè. Ồ, trơn lắm á. Đây là cái này rất là xưa luôn á chứ đúng không? Đây là cái hay quá ha. Đây là những cái bậc đá cổ hồi xưa này. Và đây là con rồng cũng là bằng đá luôn. Rồi để anh xuống. Đây rất là rêu phong cổ kính. Đất là những con rồng. Và đây là bức tường thành hồi xưa đây. Bức tường thành hồi xưa người ta cũng làm bằng tất cả rất là nhiều cái loại đá rồi khác nhau không. Con rồng ngậm cái trái châu ở trong. Bây giờ mình đang lên cái khu di tích bia Văn Thánh ở Huế, nơi có những cái bia tưởng niệm các cái tiến sĩ. À, cái này là bia tiến sĩ Triều Nguyễn phải không? À, bia đây là bia tiến sĩ Triều Nguyễn thôi. Cái này có cái giống như văn miếu Quốc Tử Giám ở ngoài Hà Nội đúng không? Nó có dạng vậy. Đây này mình đi vô trong đây mình đi qua cũng có hơi giống văn miếu Quốc Tử Giám, là đó có những cái bia và những con rùa đang đổ bia ở trên. Đổ bia lên. Đây mình đi vào thử bên trong thử đi phía trong này. Ở này nằm ở giữa một cái khu cánh đồng xanh cũng rất là đẹp luôn. Ồ, khói nhang này đẹp không? Này. Rất là đẹp luôn ha, khói lên rất đẹp luôn. Cái bầu trời nó lên đẹp tuyệt luôn á. Để lát ra rồi mình sẽ đọc lại cái lịch sử của cái khu văn miếu Văn Thánh ở đây. Rất là đi nhiều đời ông các cái ông tiến sĩ ở đây, nhưng mà tại vì bia ở đây thì được tạc bằng chữ nôm, chữ Hán gì đó và nó cũng đã mờ rồi. Nhưng mà có một điều là các con rùa ở đây đó nó khác nhau. Dạ được rồi, có con thấp chung hết rồi. Để ý là những cái con rùa và những cái bia này cũng rất là khác nhau. Có những là bia lớn, bia nhỏ. Và rùa ở đây thì cũng có là rùa lớn, rùa nhỏ và cái cách nó cũng là khác nhau nhiều. Chung là tại vì ở đây cũng bị
rất là mài mòn, chữ mờ hết, do đó không biết. Trừ khi mấy nhà sử học ở đây thì người ta mới biết là những cái bia này là của ông nào ông nào. Đây là những rùa. Buổi sáng cuối năm 2020 thì đi viếng một cái di tích là bia, các cái bia tiến sĩ của Trì Nguyễn ở Huế. Và lát nữa đây mình đi ra phía trước để mình hỏi kỹ hơn về cái di tích này. Lấy được hai cái biển. Đi xuống đi, cái góc rất là đẹp. Ồ, cái này được Ba Lan tài trợ.